tán tụng công đức Ngọc Hoàng. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Đế, đấng vua trời vũ trụ các vì sao, tầng 36 đại la thiên cảnh, 3000 thế giới, 72 địa cầu, tu vi núi, 4 bộ châu, cõi thiên cõi địa, thủy cung cõi người, Ngọc Hoàng cai quản mọi loài, thần tiên Bồ Tát Phật, thiên chúa người. Đá thiên vũ trụ sơ khai, khí dương con được thân người, cha cho Nam mô 6 chữ Di Đà, tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình. Tán tụng công đức Đại Thánh Mẫu. Kể từ hỗn độn sơ khai, Mẫu Hoàng hạ chỉ trước đài linh tiêu. Linh thần chân khí hợp điều, diêu trì kim mẫu, nung lò quá xanh, âm dương giao quá trụ hình, cũng vì tà mị xa tình mẹ con. Cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon, lây quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong. Long qua đại hội thưởng công, đặc truyền thiên giáo mẹ mong con về. Kính thiên bài kệ cơ trời, lời vàng mẹ dạy con ơi nhớ lời. Lời nguyện. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tam tự quy y, quy Ngọc Hoàng Thượng Đế cứu trần thế. Quy Pháp Phật là phương giải thoát. Quy Đạo Thiên chân truyền mẫu hoàng dạy.